cơ bản bên em có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái việc mà vẽ cái nhà như này rồi, năm mới vẽ khoảng 500 cái. Nên nhà là thì cái này nó rất là đơn giản thôi. Mình quan trọng là mình phải thỏa mãn được cái quan trọng cái địa hình địa mặt tại khu vực đấy như nào, mình thỏa mãn được không gian mình ra sao thì em đều ổn được. Hôm nay thì qua chỗ của chủ tịch Việt Nam thì bọn em có về để tiến hành khảo sát đánh giá cái phần phong thủy nói chung cho cái phần căn hộ của mình, cái căn nhà của mình. Hôm nay đi cùng với em thì có anh Hà Tiến Hồ Bắc, anh chủ nhiệm cũng được phần liên quan đến kiến trúc phong thủy của bên em. Thế này thì thực sự bây giờ làm nó lỗi thời rồi, đều làm cái nhà trên kia thì là nhà bên kiến trúc với cả bên phong thủy thì nó vừa là mang tính chất tình cảm là một, thứ hai nữa là về cái thiết kế tất cả mọi cái làm sao để cho gia đình cho thuận lợi trong công việc làm ăn sau này. Thì đầu tiên thì em có đầy đủ các phần thông tin về các cái tuổi, năm tháng, ngày giờ sinh cũng như là cái phần diện tích và cái ý tưởng và cái mong muốn về công năng của cái nội dung của anh chị. Thì bước thứ hai thì bên em cũng đã có cái cái tư duy cơ bản về cái mảnh đất này thì đã có cái tọa độ của nó. Thì trước nữa thì em cần phải khảo sát thực tế. Sau đó sau khi mà khảo sát thực tế xong thì em sẽ đánh giá năm yếu tố loại đó. Trước hết mình sẽ đánh giá xem là cái địa mạch, long mạch, thủy mạch, tức là mình nói đến cái trạch vận ở khu vực này thế nào. Sau đó thì mình sẽ đánh giá tiếp đến cái địa hình địa vật như vậy, thì cái năm xây dựng và thời điểm xây dựng mình tính toán vào lúc nào. Rồi mình đánh giá đến cái tuổi hợp long, tức là cái tính kết hợp của thành viên trong gia đình như thế nào, và vật khí của trái đất ra sao. Tất cả yếu tố ngoại khí đánh giá xong thì mình sẽ bàn đến cái phần nội khí, tức là cái việc mà bố trí cái công năng ở trong nhà như thế nào. Thì em muốn là anh sẽ thực hiện một cái bản vẽ, tức là mình sẽ thực hiện một cái bản vẽ bằng giấy, tức là mình viết thôi, không cần phải vẽ. Về bên em sẽ đưa cái mong muốn của anh trở thành cái hiện thực để mà mình sẽ có được một cái không gian nhà làm sao nó đẹp mà kiến trúc hài hòa về cái phong thủy và nó thuận lợi trong quá trình mà mình công năng mình sinh hoạt và mình sử dụng. Thì sau khi bên em khảo sát xong thì trong vòng 3 ngày thì bên em sẽ gửi lại cho anh cái ngày độ thổ, ngày độ mặt bằng. Sau đó thì trong vòng khoảng từ 5 ngày đến tối đa là 7 ngày thì bên em sẽ gửi lại cho anh cái mặt bằng concept đầu tiên. Khi mình gửi lại concept thì giả sử như thế này chẳng hạn, thì một cái concept này thì bên em sẽ em sẽ có điện thoại cho anh và sẽ trao đổi với anh tại sao anh làm. Sau khi mà anh có cái mặt bằng đấy xong thì anh sẽ bàn bạc với cả gia đình. Sau đó mình sẽ thống nhất để mình điều chỉnh trên concept đó. Khi đạt được cái yêu cầu thì bên em sẽ triển khai ra hồ sơ phong thủy. Và bên em sẽ dựng các cái phối cảnh và đổ màu cũng như là làm các mặt bằng để mô phỏng kỹ lưỡng hơn. Rồi các cái vấn đề liên quan đến nghi thức quy lễ, rồi các cái phần liên quan đến động thổ thì bên em sẽ gửi cho anh các cái phần văn lễ, phần chuẩn bị. Tốt nhất là toàn bộ gia đình tự làm và em hướng dẫn chi tiết để có thể tự làm tất cả phần kiến thức đó. Bên em sẽ bám sát được quá trình thi công của anh từ khi mà anh động thổ đến khi anh nhập trạch. Và chính Việt Nam đã trao đổi với anh về toàn bộ cái cam kết về chất lượng của bên em trong quá trình bảo hành cũng như là đồng hành cùng với anh trong quá trình mà xây dựng. Cơ bản bên em có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái việc mà vẽ cái nhà như này rồi. Năm mới vẽ khoảng 500 cái. Nên nhà là thì cái này nó rất là đơn giản thôi. Mình quan trọng là mình phải thỏa mãn được cái quan trọng cái địa hình địa vật tại khu vực đấy như nào, mình thỏa mãn được không gian mình ra sao.